tin nóng hổi với các anh em lái xe và các bạn à, đăng ký học lái xe đây. Kể từ nay, giấy phép lái xe hạng B1, B2 sẽ đều có giá trị như nhau. À, ngày hôm nay thì à, theo tất cả các báo đều đăng tin là tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo điều 39 dự thảo à, luật này thì à, quy định là giấy phép lái xe sẽ được phân hạng lại như sau. Điển hình nhất là cái giấy phép lái xe hạng B1, B2 thì sẽ đổi chung thành là giấy phép lái xe hạng B thôi nhá. Thế là B1 với B2 là có giá trị chung như nhau và sẽ đổi thành là giấy phép lái xe hạng B thôi. Còn các giấy phép hạng C thì sẽ đổi thành là C1. C1 thì được phép lái xe tải dưới 7 tấn rưỡi và không được kéo móc. Thế còn giấy phép lái xe hạng C thì to hơn. Là được phép lái xe tải hạng nặng trên 7 tấn rưỡi Và được phép kéo theo The mark. Hiện tại là hạng D là lái xe khách dưới 30 chỗ Thì sẽ đổi thành D2 Và giấy phép lái xe hạng E là xe khách trên 30 chỗ Thì đổi chung là hạng D Còn về cái giấy phép lái xe máy ấy, Lái xe mô tô thì hạng A2 Thì sẽ đổi thành hạng A và hạng A1 thì sẽ đổi thành hạng A2 còn hạng A3 thì giữ nguyên đây là thông tin ở cổng thông tin điện tử đại chính phủ anh em xem à, cái đoạn mà giấy phép hạng B ờ thế từ nay hạng B1 thì lái xe số sàn cũng được à? ờ, thích kinh doanh cũng ok à? Ờ, cái đoạn này thấy sai sai tất cả các hạng lái xe thì đều có là hai loại ví dụ như hạng A thì có A và A2 còn hạng C thì có c và c 1 hạng d thì có d và d 2 thế còn hạng b thì sao lại chỉ có mỗi một hạng b thôi à, mà trong khi đó là nó đang hiện tại là đang có hai loại một loại là số sàn và một loại là hạng xe lái số tự động uhm, theo như anh nghĩ thì vẫn thế thôi không có gì thay đổi đâu thế thì chắc là hạng à, b 2 là số sàn thì, thì sẽ đổi sang thành là B còn hạng à, B1 hiện tại số tự động ấy, thì chắc là sẽ đổi sang thành hạng B2 khả năng là do mấy cái ông mà hội thảo ra quy định ấy là thiếu ý hoặc là do mấy cái ông nhà báo viết thiếu chẳng qua là có một số ông ấy uh, rảnh rỗi quá thì mấy cái ông ấy nghĩ ra là thay đổi cái ký hiệu của bằng lái xe thôi chứ còn cũng không có gì thay đổi đâu nhá anh em nhé chúc anh em một buổi tối vui vẻ lái xe an toàn trên mọi lẻo đường tít chờ khúc vào thế dậy lái vì đam mê